Ôi trời ơi, các bác ơi, trông xa thì cứ ngỡ là tòa nhà, lại gần mới biết hóa ra là con tàu. Ôi trời ơi, tàu to. Ôi, này cô ơi, tàu cảnh sát biển đấy, to nhờ. Dạ, cháu chào bác ạ. À, ui ôi, trắng thế. À, dạ. Xinh thế. Thế này mà các chiến sĩ nhìn thấy thích phải biết. Kìa bác, bác quá lời rồi ạ. Không không, nói thật, xinh thật mà. Thế hôm nay ngày nghỉ cô đến đây để thăm bạn hả? À dạ không ạ. À, tôi biết rồi, lên thăm người yêu chứ gì. Dạ, vâng ạ. Cháu vào đây để gặp anh Chính bác ạ. Cái anh Chính à? Dạ vâng, anh ấy vừa đi công tác vài ngày về nên cháu vào thăm anh ấy ạ. Cũng vừa mới đi công tác dài ngày à? Dạ vâng, cháu cũng phải tranh thủ đấy bác ạ, với lại còn một số việc nữa. Đúng rồi, phải tranh thủ. Dạ. Cũng tên là Chính, vừa đi công tác dài ngày về. Ôi ôi, các bác ơi, thằng Chính con em đấy. Rồi ôi, sao nó giỏi thế chứ gì? Nó có cô người yêu xinh thế này mà nó cấm báo cáo với bố mẹ bao giờ. Rồi ôi, thế này, thăm chốc lát thôi, rút ngay, để cho chúng nó còn tranh thủ nữa chứ. Ờ, bác ơi, bác làm sao thế ạ? À, không, bác không làm sao. Bác không làm sao, không làm sao cả. Ôi trời, sao tôi lại cứ bối rối thế nhỉ? Ôi trời, cứ như là vớ được cô Tấm ở trong quả thị ý chứ lại. À không phải quả thị, mà là quả mít. Mít ơi, mít dụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Ôi trời ơi, Chính ơi là Chính ơi. Bác ơi, nghe bác nói như vậy thì hình như bác biết anh Chính đúng không ạ? Không những biết nhá, mà nó còn... Ờ, anh Chính, hả? Em ở đây. Chính à, Chính ơi, mẹ đây, mẹ. Chào bác ạ. Trời lâu chưa? Cũng mới thôi ạ. À. À, anh, bác đây là... Dạ, bác là... Các bác ơi, em nhầm. Đây mới là Chính này. Còn thằng Chính con em ấy, nó chỉ là phụ thôi. Úi dồi ôi, cứ tưởng là vớ được quả mít thì ai ngờ đâu lại là quả dưa bở. Mẹ ơi. Đấy. Mẹ. Nó mới là thằng Chính con em. Chính ơi. Mẹ. Chính ơi, mẹ đây. Mẹ. Ôi mẹ đây. Con nhớ mẹ quá. Ôi, mẹ chấm nào. Úi dồi ôi. Mẹ. À, cái gì con? Thủ trưởng ạ. Thủ trưởng ra đón người yêu lên thăm ạ. Ừ. Ra bác đây là mẹ của cậu Chính ạ. Dạ vâng ạ. Đồng chí Chính này. Dạ. Vừa rồi là mẹ của đồng chí có một chút hiểu lầm đấy. Hiểu lầm gì thế mẹ? Không. Đồng chí đây cũng là Chính, mà con cũng là Chính. nhầm à, dạ, mà. Không sao đâu. À, đây là... Con giới thiệu với mẹ. Đây là thủ trưởng quản lý trực tiếp của con đấy ạ. Thế à? Vâng ạ. Vừa rồi con được cùng thủ trưởng đi công tác dài ngày để tuần tra và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân ạ. Thế à? Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Thủ trưởng ơi, thế thì nhân tiện dịp này là tôi với thủ trưởng sẽ... quán triệt tinh thần thằng này. Quán triệt tinh thần đấy ạ. Quán triệt. Sao nghiêm trọng thế mẹ? Chứ không à, bố anh bảo nhá, anh độ này là cũng to to rồi đấy. Nhanh mà lấy vợ đi nhá. Được gần thủ trưởng mà chả học tập gì ở thủ trưởng được cả. Ơ, mẹ nói thế nào chứ? Thủ trưởng chỉ bảo cái gì con đều học hỏi hết. Tại sao anh lại học dốt? Hả? Học dốt ạ? Chứ không à, anh nghe mẹ anh nói đây này nhá. Thủ trưởng đi công tác về, có người yêu đến thăm. Thế còn anh về nếu mẹ anh không đến thăm thì bây giờ anh nằm treo kheo ở góc nhà ấy à? Mẹ... Hả? Đến thủ trưởng nhỉ? Đúng dạ, không ạ? Bác vui tính quá. Thưa bác, đồng chí Chính đi công tác về là đơn vị đã giao nhiệm vụ cho luôn rồi. Thế chứ à? Không phải nằm treo kheo như bác vừa nói đâu. Đấy, mẹ thấy chưa? Còn về chuyện bạn gái thì... Tôi cũng nhờ thủ trưởng luôn. Thằng này trông nó thế này thôi nhưng mà to lắm. Không được bằng một góc của thủ trưởng đâu. Úi dồi ôi, cái này mẹ nói đúng. Thế à? Vâng. Mẹ ơi. Hả? Con nói cho mẹ nghe nhá. Ừ. Trong chuyến công tác dài ngày vừa rồi, ừ, thủ trưởng con đã tuyên truyền luật cảnh sát biển cho ngư dân. Thế à? Úi dồi ôi mẹ ơi, thủ trưởng con cái gì cũng biết. Thế à? Vâng. Chưa kể nhá, giọng điệu hài hước của thủ trưởng khiến ai cũng thích thú, ai cũng chăm chú lắng nghe. Đồng chí Chính. Dạ. Không được nói quá về tôi như thế.
Em nói đúng mà thủ trưởng. Em thấy đúng mà. Đấy. Cũng chính vì như thế mà hôm nay em đến gặp anh. Cũng là để tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến luật cảnh sát biển. Anh giúp em nhé. Hóa ra là tìm hiểu vấn đề liên quan đến luật cảnh sát biển. Thế mà cứ tưởng là đến thăm người yêu sau một chuyến đi công tác dài ngày về. Thôi được rồi. Bây giờ đồng chí có thắc mắc gì, tôi sẽ giải quyết. Đùa em chút thôi. Đây, nhận được tin nhắn của em là anh đã chuẩn bị sẵn tài liệu đi rồi. Đâu, em xem nào. Đây. Này, cô ơi. Cô cũng muốn tìm hiểu luật cảnh sát biển này để làm gì thế? À, dạ, chẳng giấu gì bác. Ở cơ quan cháu, đoàn thanh niên đang phát động cuộc thi hiểu biết của bạn về pháp luật. Và cháu được phòng cử đi thi ạ. Thế à? Dạ vâng. Và năm nay thì cháu được biết ban tổ chức sẽ tập trung nhiều đến luật cảnh sát biển đấy bác ạ. À, thế à? Dạ. Có người yêu làm cảnh sát biển Việt Nam mà lại đi thi về luật cảnh sát biển Việt Nam. Không có giải thì nghe chừng có vẻ hơi khó nghĩ nhỉ? Thì hôm nay mới đến nhờ anh giúp còn gì. Chứ có phải ai vào đây thăm nom gì đâu. Này các cháu ơi, cái luật cảnh sát biển này là như thế nào? Bây giờ bác muốn biết này, cháu giải thích cho bác được không? Dạ. Úi dồi ôi, mẹ ơi. Cái gì thế? Mẹ đi ra đây. Sao? Chị đi thi chứ mẹ có đi thi đâu mà mẹ hỏi. Đây là chuyện riêng của thủ trưởng, còn với mẹ đi ra kia đi. Cái thằng này buồn cười nhỉ. Đã gọi là luật, ai muốn biết mà chả được, phải riêng mới chung ở đây. Đúng không hả thủ trưởng? Dạ đúng đấy ạ. Đấy. Thưa bác, luật thì rất dài, tài liệu về luật thì cháu cũng có sẵn ở đây rồi. Nên bây giờ cháu xin phép có thể nói sơ qua để mọi người có thể nắm được tổng quan. Đúng rồi. Đây ạ. Đó là luật cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018 QH14, được Quốc hội thông qua từ ngày 19/11/2018, gồm 41 điều và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019. Luật ra đời là để thay thế cho pháp lệnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trước đó. Luật cảnh sát biển Việt Nam quy định chi tiết chặt chẽ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam, chế độ chính sách đối với cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thế còn chức năng, nhiệm vụ mà anh nói lúc trước thì sao ạ? À đây, là nằm ở khoản 1 điều 3 về vị trí, chức năng của cảnh sát biển Việt Nam nêu rõ. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. À, thì ra là nhiệm vụ của thủ trưởng và cháu chính nhà tôi đây là quan trọng như thế đấy phải không? Dạ, vâng ạ. Chính. Dạ. Con hết sức phải cố gắng đấy nhá. Rõ. Thủ trưởng, còn điều gì quan trọng nữa không? Còn nhiều lắm ạ. Đây, ví dụ ở điều 8 về nhiệm vụ của cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cũng như là đây, tìm kiếm, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường. À. Hoặc là thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Lúc đầu tìm hiểu ấy thì em có đọc pháp lệnh trước đây của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Nhưng mà luật cảnh sát biển Việt Nam thì chắc chắn sẽ có nhiều điểm mới và nổi bật hơn, phải không ạ? Đúng rồi em. Có rất nhiều điểm mới. Đơn cử như ở mục 3, hợp tác quốc tế của cảnh sát biển Việt Nam thì gồm có 3 điều và tới 14 khoản quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và hình thức hợp tác quốc tế. Thế ạ? Thế thì anh phải giải thích chi tiết cho em. Em nghĩ là sẽ lấy được điểm tối đa từ nội dung này đấy. Chắc chắn rồi. Thôi ạ, xin phép thủ trưởng em đưa mẹ em đi tham quan đơn vị để cho anh chị tìm hiểu pháp luật. Báo cáo thủ trưởng, có hai người chắc là hiệu quả lắm, thủ trưởng nhỉ? Đồng chí Chính. Này, cái thằng này, nghiêm túc chứ này. Bây giờ con đưa mẹ đi tham quan đơn vị nhá, để thủ trưởng ở đây còn tranh thủ. Yeah.